Hai bố con anh vừa làm trò gì đấy? Chẳng làm trò gì cả. Anh với thằng Bảo vừa, hai bố con vừa mới rủ nhau chạy marathon xem thằng nào khỏe hơn mà. Ai nói gì đi chứ? Sao mặt anh như đưa đám cả thế này? Em uống nước đi. Em uống đi. Xong anh sẽ trình bày hộ cho thằng con trai. Rồi, thế là tôi hiểu rồi. Anh cứ lòng vòng quanh co mãi. Con nó không chịu nói. Thì bây giờ anh trình bày đi. Cái kiểu ấp áp úng như anh biết ngay là cùng thông đồng với nhau. Bày mưu tính kế gì đúng không? Gây chuyện gì?